Tới rồi. Ta đây. Có công hay gì? Có công mà sắt có ngày nên kim. Nên cái xà bén. Còn mình thì leo hoài leo mãi rồi cũng tới đỉnh. Câu tục ngữ. Leo mãi quên. Ôi. Thành Kumamoto còn được biết đến với tên gọi thân mật là Lâu Đài Bạch Quả, được lãnh chúa Kato Kiyomasa xây dựng từ năm Keicho thứ 5, năm 1600 sau khi trận chiến Sekigahara kết thúc và được hoàn thành sau 7 năm. Tòa thành có chiều ngang đông tây 1,6 km, chiều dọc nam bắc 1,2 km, chu vi là 5,3 km, diện tích khoảng 760.000 m2. Và từ phía bắc đến phía tây của tòa thành có hào nối với con sông Tsuchiboi. Kiếm thiệt không? Ông này bê nè. Trời ơi, có công chúa đó, dễ thương lắm. Không, không, không. À, chị coi gỗ này. Trời ơi. Ở phía đông và phía nam thì được bao quanh bởi nhiều lớp tường đá. Người ta cho rằng cấu trúc phức tạp và kiên cố này được sinh ra từ chính kinh nghiệm thực chiến của lãnh chúa Kiyomasa. Đi ra khỏi đường hầm kiên cố là sẽ tới được tòa tháp canh. Ồ, đúng lại, đúng lại. Đoàn quân võ sĩ hiếu khách là đội quân sẽ đóng vai các vị tướng quân võ sĩ như Kato Kiyomasa, là người đã hồi sinh tòa thành để vực dậy vùng đất Higonokuni, cùng các chư thần ba đời của nhà Kato, Kuroda Kanbe, của vùng đất Buzen, Chikuzen xanh tươi, chúa Satsuma, Shimazu Yoshihiro. Để biểu diễn phục vụ du khách 2 đến 3 lần ngày ngay tại thành Kumamoto. Trời, bính đảo quá, bính đảo quá. Trời. Bây giờ hỏi những người này sau khi mình xem hỏi gì. Cho hỏi là mọi người là tập luyện cái này là những cái bài bài quyền bài bài kiếm đi là từ thời cổ xưa hay là chế biến lại? Thực ra là chúng ta là những cái bài quyền bài bài kiếm đi là từ thời cổ xưa hay là chế biến lại? Thực ra là chúng ta là những cái bài quyền bài bài kiếm đi là từ thời cổ xưa hay là chế biến lại? Thực ra là chúng ta 改良したというような見せ方になっている。Đúng rồi, hồi xưa là giết nhau thiệt, cái này biểu diễn cho mình coi thôi. Nhưng mà bao lâu thì mới biểu diễn ở đây một lần? Washira là thực ra 1 năm間を通してほぼ毎日行っている。Mỗi ngày luôn. で、1日まあ2回公演という形で午前と午後で行っておるわけです。Có thể cho tôi xem cái kiếm hay là bộ đồ của mấy bạn được không?まあ、これの形が有名な日本刀と言われておるものであって、でその中でもこれは太刀と呼ばれるものです。変わってみる。これはバンテッドよ。あ、これは。ジャパニーズソウ。あ、あ、あ。Ủa, mình không được cầm kiếm chém. Nakanaka suji ga yoi. Vậy? Anh tố quá, anh đúng. Ô, yoi yoi. Có độ nảy. Thế cái giáp này là bằng sắt luôn hay sao? Đạo cụ đạo. Ngày xưa là giáp thiệt. 400 năm mai kara ware ra ga kite otta kachu wo ima mo nao この甲冑を作っておる職人さんを。ngày xưa khỏe lắm á, người phải khỏe lắm mới có thể mặc được bộ đồ này. Riêng bộ đồ không đã nặng rồi, nhưng mà vậy mới là đao kiếm bất bại. Đó, mặc xong. Katana ok. Genki de desu. Yeah, yeah, yeah. Suru mono de. Yeah. Oh, Sophie. Tôi hâm mộ mấy tướng quân Nhật Bản lắm. Vậy là giờ mình mới biết là cái toại. Câu hỏi. Câu hỏi lần này sẽ là gì đây nhỉ? Hai, では問題でございます。ここ熊本城というのは長い戦いに備えて120ものあるものがございました。それは一体何でしょうか？Đấy mà
chuẩn bị cho những cái trận chiến. Thành Kumamoto để trang bị cho cuộc chiến trường kỳ đã cho xây dựng một thứ lên đến con số 120. Vậy đó là cái gì? Em nghĩ là kho lương thực. Cũng đúng nhưng mà có một thứ nữa, cũng có một thứ nữa phải dùng nhiều. Đó là kho vũ khí. Chính xác. Trường kỳ là phải đánh nhiều tên nè. Vậy là kho cung tên. Kiếm nhiều kiếm là phải kho vũ khí luôn. Kiếm hư thay kiếm khác. Lương thực là đúng rồi. Không có lương thực sao có sức ăn. Không có ăn sao mà nó ăn thêm cái khác nữa đâu. Lương thực không phải, vũ khí không phải thì là cái gì? Đó là một cái thứ phục vụ cho đời sống con người. Quần áo hả? Thành Kumamoto 120 cái giếng. Giếng nước hả? Có nói nhiều quá. Cũng có thể là giếng nước, đúng rồi. Phục vụ cho cuộc sống con người mà. Thành tính bằng km không à, thì tức là số người trong thành cũng đông đúng không? Số người trong thành đông là uống nước nhiều, cũng đúng. Có nước là có tất cả, có nước là mình trồng lúa, trồng sao rau. Bên kia im bặt rồi, chắc mình đúng rồi. Đúng rồi. Sao bây giờ mình hoang mang lắm rồi đó, sao bên kia tung hỏa mù dữ dội quá vậy? Chốt luôn đi. Rồi, chốt luôn. 120 giếng nước. Hay quá. Rồi, xin mời đáp án. Thành Kumamoto để trang bị cho cuộc chiến trường kỳ đã cho xây dựng đến một thứ lên đến con số là 120. Vậy đó là cái gì? Giếng nước đúng không? Câu trả lời chính là cái giếng này đây. Vì trong cuộc chiến trường kỳ thì việc khó khăn nhất là dự trữ nước. Vì lý do đó mà nơi đây được trang bị đến 120 cái giếng. Cuối cùng cũng đúng lắm. Tại vì á là thiên vương tự nhiên phục vụ cho đời sống con người. Em chứ không là đoán vũ trước khí nè, bắn gạo nè. Rồi được rồi, cho trúng một cái vậy được chưa? Tung hỏa mù nhiều quá à. Nhờ tung hỏa mù nhiều mà mình đi từ sai thành đúng. Hay quá anh ơi. Xin chúc mừng Lan Trinh và May. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi kế tiếp. Xem đi. Công nhận là đi mới thấy ha. Ở đây cái thành rất là đẹp. Ngày xưa không hiểu sao người ta lại làm được đẹp và kiên cố như vậy. Chúc mừng rồi. Hoàn thành rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng lần này là các bạn hãy ăn bất cứ thứ gì mà các bạn thích. Và sự lựa chọn đó chính là món mì ramen ở quán Kaika, quán mì nổi tiếng ở Kumamoto đã được mở cửa kinh doanh từ năm 1945. Hồng dịch kho kìa, hồng dịch kho kìa. Caramel. Ôi, thịt ba rọi. Thịt trứng. Cái mùi thịt kho hồng dịch ở Việt Nam. Bây giờ chị muốn thử coi là có đúng cái vậy hay không? Chị thử miếng thịt trước. Chứ không, cái mùi này không phải là thịt hồng dịch. Đảm bảo chị. Cái mùi này không phải. Mùi này có tương, có cái tương giống như cái tương ở Việt Nam ấy, có cái tương á, đúng không? Có mùi tương, cái nước. Súp là tôm cốt và chicken no double soup des. Thế ui tê lu chay lu abu là ma yu to itte, mìn nik to kou mi yasai no tsuketa abu là des. Trời ơi, cái này hút một hơi là hết nguyên tô mì luôn nè. Hút hết luôn. Ở đây người ta chỉ cách ăn là phải vậy đó các quý vị. Hút từ cái đầu, hút một hơi hút đó, hút tới cái ngọn luôn. Thật sự cái tô mì này á, nếu mà cá nhân của các Tường thôi á, một món nóng, Tường cho nó là 8 điểm. Trời ơi, cái gì đâu mà nguyên cái clip này toàn là tiếng hút mì không vậy? Thôi rồi, chấm điểm đi. Trên 10 nha. 9 điểm trên 10. Thiên Vương dễ ăn lắm. Từ đầu chuyến đi tới giờ Thiên Vương luôn la các Tường nói là bằng khó ăn như vậy. Đúng rồi, Tường rất là khó ăn. Câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến khu phố Sakura Nobaba Yosaien mà hai bạn đã tham quan trước đó. Hai, こちらのアイスクリーム日本の伝統的な食べ物からできています。さて、何でしょうか？Chị thường hay ăn kem. Đúng luôn, hay ăn kem. Trả lời đi. Màu trắng là gì? Câu hỏi: loại kem này được làm từ một loại thức ăn truyền thống của Nhật Bản. Vậy nó được làm từ cái gì? Truyền thống món ăn truyền thống. Món ăn truyền thống Nhật Bản có gì? Sushi. Bỏ qua, không phải. Bánh mochi. Kem thì thường từ trà nè,
Nhưng mà màu này nó màu trắng quá. Hãy nhìn đi, hãy nhìn cái màu. Cái màu, cái màu hả? Cái màu hơi trắng nhưng mà không trắng quá mà nó hơi vàng vàng. Ngà ngà. Ngà ngà. Kem kem. Bắp đúng rồi. Bắp nó bỏ qua, bỏ qua. Không phải bắp là gì? Khoai lang. Gạo. Trứng khoai lang. Gạo, cơm. Ủa, kem mà từ cơm hả ta? Loại kem này được làm từ một loại thức ăn truyền thống của Nhật Bản. Trời ơi, mấy trăm loại truyền thống sao tôi biết được. Anh ơi, gạo mới làm ra mì, ra cơm đồ á. Ở bên kia là im bặt rồi kìa. Món kem này theo như Thiên Vương biết và kinh nghiệm ăn kem nhiều năm của chị Cát Tường, ở Việt Nam chưa có. Dạ đúng là Việt Nam chưa có kem gạo. 5 4 đại ba đại, đại đi đại đi 1 và xem đáp án. Gạo. Kem gạo. Cho em thử coi. Không giống ở Việt Nam. Ở Việt Nam là thường là tầm làm từ sữa, đường. Nhưng mà cái này nó có một cái dạng như bột ngũ cốc gì đó, nó có một cái mùi ngũ cốc. Mùi giống như mùi mùi đậu. Mùi đậu giống như mùi đậu nành vậy ta. Đậu nành. Mùi đậu nành. Hả? Đậu nành, đúng rồi, đậu nành. Ủa, đậu nành à? Nước đậu nành nó cũng vậy này. Cũng dạ, từ đậu hũ đậu nành mà ra hả? Bắt tay khỏi tù xì. Đậu nành. Đậu nành đúng không? Ổn định. Ổn định. Đậu nành. Đậu nành. Tiếc ơi đi. Yeah. Lần đầu tiên nó chụp cái hai dễ mình đoán đúng. Nếm rồi mới đoán đúng được. Mình cũng gần gần đó thôi. Đã bị cười. Thực ra chị tô phu gia san nan desu yo. Kere de, hai, tô nhu o tsuku, tô nhu kara soft cream o tsukurimashita. Dù sao cũng rất là vui vì ngày hôm nay là cũng chúc mừng hai bạn cũng đã đáp được đúng một câu hỏi, một câu hỏi danh dự. Anh bật mí cho tụi em thêm một chi tiết. Yeah. Ở cái thành Kumamoto trong vòng 270 năm không ai dám tấn công. Bất bại. Gọi là bất bại. Không tấn công luôn hay là tấn không công dám, mà thua? Không tấn công, không dám tấn công. Bởi vì là họ phòng thủ rất là kiên cố. Sau một cái mấy cái trận mà ông này ông thắng riết, cái là ta không dám quýnh luôn. Nghe tiếng ông là ta chạy luôn. Bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng. Cho em hỏi câu cuối là cái kem đậu hũ đó nó có vị như thế nào thật sự? Nó giống sữa đậu nành. Ngon lắm. Ủa người ta giống đang nói tới thành quách bạn nghe chuyển qua kem đó. Tâm hồn ăn uống. Và vậy thì là chúng ta đã kết thúc tập này với rất nhiều những kỷ niệm vui và kiến thức để cho những người ở nhà như là May và Miko được biết. Hãy đón xem những tập tiếp theo của Du lịch kỳ thú được phát sóng trên kênh HTV9 vào mỗi thứ bảy hàng tuần vào khung giờ là 10:30 và 16:30.